cá hồi thì giúp cho cơ quan tuần hoàn được tuần hoàn máu tốt hơn và tránh được bệnh về tim mạch. Với cơ quan bình an thì cá hồi giúp cho não bộ hoạt động tốt hơn, tránh căng thẳng và làm cho cơ quan tốt hơn. Tiếp theo là các thức ăn được đặt trên nền hình màu hồng là thức ăn chứa nhiều dinh dưỡng và rất tốt, đặc biệt là tốt cho cơ quan tuần hoàn. Tiếp theo là những thức ăn được đặt trên nền hình màu xanh từ hình số 13 đến hình số 18 là những thức ăn có chứa nhiều protein và vitamin B, rất tốt cho cơ quan thần kinh. Cuối cùng là những thức ăn được đặt trên nền hình màu cam là những thức ăn lên men và dầu chất xơ, rất tốt cho cơ quan tiêu hóa, giúp cho cơ quan tiêu hóa của chúng ta chuyển hóa thức ăn tốt hơn và hấp thụ thức ăn được nhanh hơn. Nhắc lại cho cô những thức ăn đủ có lợi cho sức khỏe. Ba bạn thức ăn đồ uống có lợi cho cơ quan tiêu hóa là nước, cam, súp lơ xanh, cá hồi, cà rốt, sữa, quả bơ, đậu phụ bia, muối, vân vân. Thức ăn đồ uống có lợi cho cơ quan tuần hoàn là nước, cam, sữa, cá hồi, cà rốt, quả bơ, đậu phụ bia, là vân vân. Vậy ở trong lớp mình những bạn nào thường xuyên ăn những thức ăn đồ uống này, vậy hàng ngày các con đã lựa chọn thức ăn đồ uống nào? Cô mời con ạ. Thưa cô, hàng ngày con ăn cơm, thịt, canh, rau. Vì sao con lại chọn thức ăn đó? Vì nó tốt cho cơ quan tiêu hóa, mắt tuần hoàn và thần kinh và giúp con mạnh khỏe. Sao hỏi cả lớp nghe bạn ạ? Chúng mình đang đứng với tâm lý và chúng ta quan sát trên sơ đồ các lý nước và bạn nhé sẽ trung tâm của sơ đồ này. Vậy các con có biết nước có ích lợi gì đối với cơ quan tiêu hóa, cơ quan tuần hoàn và cơ quan thần kinh? Nên cầu của những con sát, cô ngồi hồng.
lắm. Đây là một loại bánh hamburger, bên ngoài là bánh mì và bên trong của nó là còn nhân rất nhiều thịt và trứng, rau, cộng thêm cái sốt. Vậy là các con đã biết được tên các món ăn đồ ăn có trên thị trên. Nhiệm vụ con bây giờ là chúng ta thảo luận nhóm bàn trong thời gian 2 phút để nêu tên các thức ăn đồ uống không có lợi cho cơ quan tiêu hóa, tuần hoàn và thần kinh. Các con giỏi câu chưa? Rồi ạ! Hãy giúp sản phẩm con bắt đầu! Yeah.
ngoài những ăn đồ uống trên, các con còn biết những thức ăn đồ uống nào không tốt cho sức khỏe? Cô báo cô mời thương nào. Cô mời Thanh nào. Thông minh Vậy thì sau cái
để có một sức khỏe tốt thì các con cần mỗi ngày các con cần lựa chọn đa dạng các loại thức ăn bổ sung để chúng ta có đủ dinh dưỡng và ngoài ra các con cũng tránh sử dụng những thức ăn không có lợi như có chứa nhiều dầu mỡ, như có chứa nhiều chất ngọt và chúng ta phải kết hợp với lại tập thể dục và trong tiết học ngày hôm nay thú vị các con học tập rất là sôi nổi thú vị vì mình đi chơi các con đồng ý không? Xã. Để giữ cho cơ thể khỏe mạnh, các cháu cần chú ý lựa chọn những thức ăn đồ uống cụ thể như sau. Thứ nhất, về rau xanh, cần chọn những rau có màu xanh như rau cải xanh, rau diếp, rau bơ xôi, súp lơ xanh. Thứ hai, các loại củ quả có nhiều màu sắc như cà tím, ớt chuông, bí, chuối, táo, dâu,
nhằm bổ sung chất xơ, muối khoáng, bổ sung khoáng chất cho cơ thể, giúp cơ thể khỏe mạnh. Chọn những loại cá, cá biển như là cá hồi, cá thu, cá ngừ tốt cho hệ tuần hoàn và hệ thần kinh. Ngoài ra các cháu dùng thêm sữa chua rất tốt cho hệ tiêu hóa. Bổ sung thêm sữa phô mai để bổ sung canxi cho cơ thể. Chọn thêm những loại hạt như là hạt hạnh nhân, hạt óc chó, các loại hạt đỗ như là đỗ tương, đỗ đen. Ngoài việc lựa chọn những thức ăn đồ uống có lợi cho sức khỏe thì các cháu nên hạn chế những loại thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn nhanh như là đồ hộp, thịt đông nguội, đồ rắn, nước uống có ga chứa nhiều đường. Cuối cùng, các cháu uống đủ nước, vận động cơ thể thường xuyên để có một cơ thể, một sức khỏe thật là khỏe mạnh. Với những người thân trong gia đình để